Alo anh chị em, hôm nay là thứ ba, ngày 18 tháng 6 năm 2024. Thì đây là chiếc xe SHI, nó vừa được vay trở lại thị trường Việt Nam mình sau hơn 12 năm vắng bóng. Tại hiện tại thì mẫu SHI là một mẫu xe toàn cầu, cho nên cái form xe anh chị em có thể nhìn thấy ở các thị trường là nó đều giống nhau về cái mẫu mã. Đấy, còn về chất lượng cũng như là về tiêu chuẩn sản xuất thì nó có thể khác nhau. Đây là chiếc xe thuộc phiên bản đặc biệt Vetro Limited Edition, chỉ sản xuất giới hạn là 700 xe cho hai phiên bản 125i là 200 xe, còn phiên bản 150 là 500 xe. Và hiện tại thì mẫu xe SHI Vetro Limited Edition này có giá loanh quanh là khoảng 10.000 đô, thì nó cũng đắt hơn so với 11 năm trước, 11 12 năm trước nha anh chị em. Thì những chiếc xe SH mẫu cũ ở những đời trước thì nó về Việt Nam là cũng khoảng tầm 9.000 đô. Nhưng nay ở thời điểm 2024, chiếc xe SHI mà còn thuộc phiên bản đặc biệt nữa, nó chỉ bán có 10.000 đô thôi anh chị em, cho phiên bản 150i. Thì tính ra cũng không có tăng giá quá nhiều sau hơn 12 năm. Và hiện tại thì anh chị em mua chiếc xe SHI mẫu cũ cũng có giá tầm hơn 10.000 đô rồi. Đó là một chiếc xe cũ của 12 năm trước ha. Nhưng chiếc xe SH Vetro phiên bản Limited này nó còn có dàn áo đặc biệt. Và chiếc xe hiện tại thì nó cũng đã trang bị ABS cũng như là traction control, trang bị rất là nhiều các công nghệ, công năng hiện đại để đáp ứng cái nhu cầu của thị hiếu của người tiêu dùng. Hiện tại thì nhu cầu về chiếc xe SHI này cũng đang rất là cao, và anh chị em mua là cũng phải đặt hàng trước, chứ hiện tại là chiếc xe này nó cháy hàng, không đủ xe để phục vụ cho anh chị em. Đấy, thì nếu như anh chị em mua cái phiên bản 125i thì anh em có thể đặt trước là cuối tháng 7 xe về, còn với phiên bản 150i thì nó sẽ vào cuối tháng 8 hoặc có thể là cuối tháng 9 luôn, bởi vì trong cái lô cuối tháng 8 là số lượng cũng còn có vài xe thôi đang chờ nhận đặt cọc. Đấy, anh chị em nào quan tâm thì cứ liên hệ sớm với em để mà chốt xe sớm, có sớm. Đấy, nếu không hết cái lô tháng 8 thì sẽ nhảy qua lô tháng 9 hoặc là tháng 10 luôn nha anh chị em. Đó, hàng hot thì anh chị em cứ đặt sớm, chơi sớm nha. Xe này là được sản xuất tại Ý, thì mọi người có thể nhìn thấy tem nhãn ở trong cốp xe cũng như là một số các chi tiết khác. Đấy, Made in Italy tại nhà máy Atessa của Ý. Về cơ bản thì thiết kế của dòng 125i và 150i thì nó cũng giống nhau thôi, nó không có nhiều sự khác biệt. Nó khác biệt lớn là nằm ở động cơ dung tích cc. Một chiếc xe là 125 phân khối cho công suất là 13 mã lực, còn chiếc xe 150i là 157cc, thì nó cũng tương đương với dòng SH 160 thì ở thị trường Việt Nam nha anh chị em, và công suất lên đến là 16,6 mã lực và 15 Nm, thì nó cũng tương đối là mạnh. Và anh chị em có thể nhìn thấy bảng đồng hồ của xe ha, đồng hồ điện tử có traction control, có thể tắt mở được traction control, cũng như là xe có trang bị phanh đĩa ABS trước sau. Đấy, mình có thể tắt được traction control, kiểm soát lực kéo nha anh chị em. Nhưng thông thường thì mình cứ để chức năng traction control đi cho nó an toàn, chống trượt bánh, xoay bánh. Đó, thì công nghệ của Honda thì cũng rất là tiên tiến, rất là hiện đại. Cho nên bây giờ mua chiếc xe này thì nó cũng xứng đáng thôi anh chị em, không có quá đắt đâu. Giá vẫn tương đương với những dòng SH mẫu cũ ngày xưa thôi. Còn bây giờ nếu mà để so sánh thì anh chị em cũng có thể là giữa chọn xe mới và chọn chiếc xe mẫu cũ mà giá tương đương nhau, thì anh chị em sẽ chọn xe mẫu nào? Đấy, cái đó là tùy vào nhu cầu của mỗi người thôi. Xấu đẹp thì là do con mắt của anh chị em nha. Và theo như hãng công bố thì hãng Honda Italy chỉ sản xuất chiếc xe này ở tại thị trường Ý thôi. Mã đầu số khung của xe là ZDC, thuộc Honda Italy sản xuất. Và chiếc xe này được xuất khẩu đi các thị trường ở châu Âu cũng như là qua Úc, qua Mỹ. Nhưng hiện tại thì chiếc xe này ở Úc và ở Mỹ, thậm chí là một số nước châu Âu cũng không có cái mẫu xe này. Đấy, chiếc xe này ra bao nhiêu là hết bấy nhiêu, và nó rất là hot hàng cho nên cũng chưa thể bán đi ở các thị trường khác, mà trong đó Việt Nam mình lại đem về được.